Đây là dĩa miến cua mình vừa mới xào xong. Các bạn nhìn coi rất là ngon, hấp dẫn nữa. Và nó rất là tơi luôn các bạn. Nó không có dính vào cục rồi nhé các bạn. Tơi lắm luôn, các bạn nhìn thấy không? Ừ, rất là tơi luôn. Đó. Xin chào các bạn. Bữa nay mình sẽ làm món miến xào cua. Thì ở đây mình có là nước mắm, dầu mè, tức là dầu vừng nữa các bạn, dầu ăn, rau cải, hành lá, miến, cua, muối, hành tím, bột nêm. Mình bắt đầu làm nhé các bạn. Mình cho rau vào là để cho nó có sự cân bằng. Nó vì mình xào nó sẽ nóng cho nên là mình muốn cho rau vào thêm vào để cho nó khỏi bị nóng nha các bạn. Bắt đầu xào cua nhé các bạn. Cua ngon thật. Cua ngon lắm. Mình sẽ nêm muối vào đây nhé, mình không nêm mắm để cho cái cua nó được trắng nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây là 1/4 muỗng cà phê muối. Mình sẽ cho vào đây 1 muỗng cà phê gạt cái bột nấm nha các bạn, súp nấm á. Mình đảo thật từ từ thôi thì nó sẽ không bị bể cua. Cua rất là ngon luôn các bạn ơi, tươi lắm. Mình chỉ làm nhẹ nhẹ tay thế thôi để cho cua nó không bị bể nha. Xào sơ thôi, tại vì cua này mình đã luộc lên rồi gỡ đấy các bạn. Cho nên mình chỉ cần xào sơ thôi, không cần xào kỹ quá. Rất là ngon luôn. Rồi nhé các bạn. Bây giờ mình bắt đầu xào rau, tắt bếp để xào rau. Giờ xúc cua ra rồi bắt đầu mình xào rau nhé các bạn. Dầu thì tùy theo các bạn cho nhiều hay cho ít. Nếu các bạn kiêng dầu thì không muốn cho nhiều thì các bạn có thể cho ít nhé, chứ không nhất thiết là phải cho bao nhiêu cả. Rau thì mình chỉ đảo sơ đây nhé các bạn. Đảo rất là sơ thôi. Mình sẽ cho vào đây một chút xíu cái dầu mè, xíu thôi nha các bạn, và xíu mắm,
rau là tại vì tùy theo các bạn cho nhiều cho ít rau thì các bạn mới cho lượng lượng mắm nhiều lên. Rồi, rau cũng xong luôn. Sẽ mang miến đi trần nhé các bạn. Trộn nước. Nước đã sôi, mình sẽ cho vào đây dầu ăn. Mình sẽ cho vào đây 2 muỗng nha các bạn, 2 muỗng ăn phở dầu ăn. Và chỗ này là 300g miến. Mình cho miến vào đây nhé các bạn. Các bạn chờ cho nó sôi lên một lúc thôi. Rồi mình tắt bếp nha. Rồi mình sẽ đổ miến vào đây nhé các bạn. Mình dùng kéo mình cắt nó ngắn bớt lại cho nó khỏi dài nha các bạn. Đầu mình xào miến nha các bạn. Dài quá nó. Mình sẽ nêm nếm gia vị nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây, chỗ này là 300g miến. Mình sẽ cho vào đây là 1 muỗng rưỡi ăn phở nước mắm nha các bạn. 1 muỗng rưỡi. Bột súp nấm là 1 muỗng cà phê gạt nha các bạn. Dầu mè mình sẽ cho vào đây là 1/2 muỗng cà phê dầu mè. Các bạn thấy không, miến nó không có dính này, nó rất là tơi luôn. Chút xíu nữa mà nó nguội một tí nữa là nó tơi tơi rời ra luôn đó các bạn. Thường mà làm không ấy là nó sẽ dính từng cục một, nhưng mà làm theo kiểu này nó sẽ tơi nha các bạn, nó sẽ không dính. Mà nhất là khi mà nó bắt đầu hơi nguội nguội rồi là nó tơi ra hẳn luôn đó các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ rau
rau vào đây và mình sẽ cắt hành vào. Mình tắt bếp nha các bạn. Mình muốn cho rau vào là vì lý do để cho nó cân bằng, vì mình xào nó rất là nóng. Mình muốn chế thêm nó vào thôi, chứ thực ra original, tức là cái chính cống của nó là nó không có rau. Không có nhiều bạn để thắc mắc vào miếng xào sao lại có rau. Tùy theo các bạn muốn bỏ rau thì bỏ, chứ không có nhất thiết là phải bỏ hay không bỏ. Còn bây giờ mình sẽ cho cua vào luôn, các bạn nhìn coi. Cua rất là ngon. Chỗ này là 300. Bây giờ mình sẽ bỏ rau. Rau vào đây. Và mình sẽ cắt hành vào. Mình tắt bếp nha các bạn. Mình muốn cho rau vào là vì lý do để cho nó cân bằng, vì mình xào nó rất là nóng. Mình muốn chế thêm nó vào thôi, chứ thực ra original, tức là cái chính cống của nó là nó không có rau. Không có nhiều bạn để thắc mắc vào miếng xào sao lại có rau. Tùy theo các bạn muốn bỏ rau thì bỏ, chứ không có nhất thiết là phải bỏ hay không bỏ. Còn bây giờ mình sẽ cho cua vào luôn, các bạn nhìn coi. Cua rất là ngon. Chỗ này là 300. Thế là 450 gram cua. Mà mình sẽ cho là một muỗng cà phê gạt bột nêm và 1/4 muỗng cà phê muối. Thế thôi nhé các bạn. Là mình có một bữa ăn rất là ngon, phong phú, đầy dinh dưỡng. Các bạn nhìn thấy miếng xào thấy ngon chưa? Đó, rất là ngon luôn. Rồi, bây giờ mình... Các bạn nhìn thấy không? Có nhiều rau và cái nhìn nó ngon hẳn cái miếng lên. Mà nhìn nó tơi không? Các bạn thấy nó tơi không? Đó, nó không có bị dính nha. Đó, rất là ngon luôn. Đây là dĩa miến mà mình vừa mới làm xong này các bạn. Nhìn rất là hấp dẫn luôn, ngon lắm luôn các bạn nhé. Miến cua đã xong. Các bạn nhìn thấy có ngon không? Rất là hấp dẫn luôn. Nếu các bạn nhìn thấy thích thì hãy vào bếp làm theo công thức của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn các bạn ở những video kế tiếp. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký ủng hộ mình nha. Nhớ like, share, comment và subscribe. Đây là dĩa miến mà mình vừa mới làm xong này các bạn. Nhìn rất là hấp dẫn luôn, ngon lắm luôn các bạn nhé. Con gái mình nó sẽ ăn thử cho các bạn coi nha. Xong rồi cho mẹ cảm giác nha. Ngon con.